Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hồ Ngọc Hà kêu oan, ca sĩ nói mình bị oan trong chuyện tình yêu, mang tiếng mà không được miếng. Truyền thông và mạng xã hội từng chia sẻ nhiều thông tin liên quan tới tình trường của Hồ Ngọc Hà. Nữ ca sĩ nói mình bị oan nhưng không buồn đính chính. Vừa được tôn lên là nữ hoàng giải trí, vừa là nữ hoàng thị phi, Hồ Ngọc Hà được yêu và cũng được ghét nhiều. Hơn 20 năm làm nghề, Hồ Ngọc Hà vướng nhiều tin đồn thị phi xoay quanh chuyện tình cảm, đời sống. Năm 2020, nhân dịp phát hành album mới, trong buổi livestream của mình, nữ ca sĩ đã trải lòng về chuyện tình yêu của mình. Hồ Ngọc Hà nói rằng tình yêu là câu chuyện khiến cô và những người đàn ông đã, đang và sẽ yêu luôn trăn trở. Nữ hoàng giải trí nói, bản thân luôn trân trọng và gìn giữ cho riêng mình về những cuộc tình đã đi qua, nhưng có lẽ do số thị phi nên không ít lần vướng tin đồn tiêu cực. Trong buổi livestream trước đó, nữ ca sĩ nói, thật ra báo chí viết là tôi yêu quá nhiều, mọi người viết cho tôi một danh sách người yêu phải đến 20 đến 25 người, quả thật mang tiếng nhưng không được miếng. Tôi chưa đủ thời gian để yêu được nhiều như thế, bởi bắt đầu yêu khá muộn. Mối tình lâu nhất của tôi là 8 năm. Tôi yêu từ năm 18 tuổi, đến giờ đã 36 tuổi, cộng đi cộng lại không thể nào ra được con số đó. Rõ ràng tôi bị oan và những người làm việc cùng cũng như thế, nhưng hầu như tất cả đều không buồn đính chính với dư luận làm gì cả. Trước đây Hồ Ngọc Hà trong giai đoạn Cường Đô La từng có lúc căng thẳng muốn kiện báo, nhưng càng ngày người ta càng thấy nữ ca sĩ phớt lờ những tin đồn. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, tất cả những đau đớn, sai lầm đều rất đáng giá, nó làm tôi đã sâu, lại càng sâu hơn. Nó khiến tôi nhận ra chẳng điều gì mình không thể vượt qua. Tôi chỉ có thể khẳng định bản thân chưa từng hối hận về những điều đã qua. Ví dụ số trước đây tôi có mời anh Đức Trí đến đệm đàn cho tôi hát. Nhiều người nói với tôi, Hà hay nhỉ, sao toàn được người yêu cũ giúp. Thật ra yêu nhau thì cũng nhiều sóng gió, nhưng khi dừng lại tôi luôn làm nó êm đẹp nhất. Không bao giờ tôi chặn tài khoản mạng xã hội, đấu tố hay nói xấu người yêu cũ. Nếu có nói tôi chỉ nói tốt. Hồ Ngọc Hà là một ca sĩ xuất thân từ người mẫu diễn viên, nữ ca sĩ từng vướng nhiều tin đồn tình ái. Tuy nhiên, người đàn ông liên quan sâu sắc tới Hồ Ngọc Hà là Cường Đô La và Kim Lý. Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà có 8 năm yêu đương nhưng đầy thị phi sóng gió. Cả hai có một cậu con trai chung. Năm 2015, hai người chính thức đường ai nấy đi nhưng luôn dành thái độ trân trọng và văn minh với nhau. Năm 2017, Hồ Ngọc Hà bén duyên với Kim Lý. Năm 2020, cặp đôi đón gặp song sinh chào đời. Hồ Ngọc Hà đang ở giai đoạn viên mãn. Trong chương trình gần đây, Kim Lý nói cuối năm làm đám cưới, khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi đám cưới đẹp như mơ của cặp đôi. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.